đâu đúng chân mà xem cái chiều cái chân ấy, mấy cái chiều cái đầu nó cắm này. Đây này là đây động cơ. Đây động cơ thì nó cũng có chiều của nó đấy. Cái này nó có số 1234 thì mình đưa nó 1234 chân ở dưới hay đó. Chắc là kia nó rắc hẳn đây mà cũng là cũng không phải được. Nó có ốc là nào này. Máy lúc nào? Máy nào nó cũng to. Nguồn của nó là nguồn 200 này. Kể cả 3 pha cũng là 200 mà 220 à 1 pha cũng là 200, không phải là cắm 3 pha 3.8 ở đây, cắm vào là hỏng. Còn nếu mà cái nguồn 3 pha thì mình sẽ cắm đủ 3 chân. Còn nếu mà mình cắm nguồn 1 pha thì mình cắm chân L1 và chân L3, còn L2 thì bỏ trống. Nó có một cái bấm rồi. Cái này là cái có một nó có một cái bấm nha, cái gò nó sẽ ở đây. Và khi mà nó bấm cái là nó bấm vào đây thì nó rất là nhẹ, dễ làm. Mình không có. Như trong trong cái máy tao mình có cái kìm kìm mấy không? Cái Supercut có cái bấm đấy, bấm trắng trắng. Cái Supercut coi đấy. Rồi ba. Chân 10 này. Rồi rồi, đây đầu xanh này. Chân 10 này. Chính là cái đầu để phát xung. Đầu cho nên F124V đúng không? Rồi bây giờ đấu các cổng không ngay đây cổng com đây. Còn dưới con mẹ đấu không vui của cái này. Tổng com anh đấu với lại cái chân không vui này vào nữa. Không vui của cái CD1 của cái driver vào.
Hết cả các cổng com đều chung với nhau đúng không? Không, quên cổng com đấy thôi, tại vì các cổng com này đều đi theo khối này. Ví dụ com 1 thì nó khối từ Y0 đến Y3, com 2 thì từ Y4 đến Y7. Vì mà anh sử dụng cái cụm từ Y0 Y3 thì anh chỉ cần đấu nó cổng com được 1 thôi. Rồi. Anh đấu mới lại không của cái này nữa. Không vuông của cái cổng CL1 của cái drive. Đấu luôn Y0 chân P chân xanh à. Y0 và chân phát xung á, Y0. Con là Y0 nha. Y1 là chân đảo chiều. Còn cổng Y1 này có điều gì để nằm nó ra. Cho Y2 trong một bắt đầu từ Y0 Y1 dưới nó chân tiếp đấu chân 24 vô lên trên nguồn cái này là cái gì đây bỏ dùng chân lạnh chạy được không? Add-on này, cái chân add-on 15 này của nó này là chân mà server on là nó đã đấu mặc định là khi mà nó nối một cụm dây xanh với nhau là nó đối với D-com này anh đấy chung nhau đấy đâm ra là sẽ là bình thường nếu mà mình dùng lệnh cấp vào đây thì là add-on nhưng mà bây giờ nó kiểu như bật nguồn lên là nó on rồi nên là không cần cái đấy nữa tác dụng của cái đấy là như thế. Còn gì đấy nhỉ? Cắm nguồn nha. Cắm nguồn nha. Cắm nguồn dưới. Cắm. Bật nghe chặn. Cắm nguồn. Vâng, chuyện gì thì đây là con sắp hồn. Vâng. Đấy, nó on rồi này. À, vâng. Bây giờ mình sẽ xoay này. Mình xoay, mình xem cái encoder này nó sẽ quay này. Nó đang hoạt động rồi đấy. Như thế là hoạt động rồi đúng không? Đấy, mình xoay này, nó sẽ nhả về. Cái động cơ servo ấy thì mình test nhé, mình thấy ấy này nó phải nhả về như này thì là động cơ nó ok, nó lại nhả về đúng không, nó không giữ nguyên vị trí đấy, đấy nó nhả về cho nó đúng. Con này lúc nào nếu vị trí ban đầu nó phải thế à? Bao giờ nó cũng thế, nó phải thế. Đấy, nó phải nhả về mới đúng, còn nếu mà động cơ mà nó không thể nhả về là không đúng. Bao giờ nó phải vị trí ban đầu đúng không? Ừ. Xoáy nó lên cái gì? Cái này là xoáy, cái này là cái tín hiệu encoder nó đang báo là bao nhiêu xung ở trên này. Giờ yeah, quay bao nhiêu? Ba là về 00 mới là chuẩn đúng không? Đúng rồi, đấy. Giờ. Yeah. Ui, nó nhảy thế. Đấy, xem có cái chế độ trong đấy nữa. Auto. Đi on này, đi đi on là tức là nó đang on này. Nếu mà read the up thì nó sẽ là up. A, B, C, D. Test. Cái chế độ này là chế độ test này. Mình bấm giữ cái đây. Bấm giữ. Đó là D01 này. Đấy, để test cho động cơ nha. Khi mà ở chỗ độ D01 mình bấm này, quay này. Em chắc. Đấy. Xí đang lên mạng hết rồi. Down này. Đang lở đây mình xem. Quay ngược lại này, được chưa? Đấy. Ngược lại. Đấy. Test rồi xem là